Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm này tuy đã kết thúc vụ sản xuất nhưng sản lượng muối toàn tỉnh chỉ đạt hơn 10.000 tấn, giảm 55,4% so với sản lượng cùng kỳ năm trước. Trong đó thì sản lượng muối của huyện Phù Cát đạt 5.200 tấn, giảm 49,2% so với cùng kỳ. Huyện Phù Mỹ 4.670 tấn, giảm gần 63%. Nguyên nhân làm sản lượng muối giảm mạnh là do diễn biến thời tiết bất lợi. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 vừa qua, thường xuyên xảy ra các đợt mưa trái mùa làm giảm năng suất muối. Mặc dù sản lượng muối giảm mạnh nhưng giá bán bình quân của vụ vẫn không cao, chỉ ở mức là từ 1.000 đến 1.200 đồng 1 kg đối với muối sản xuất trên nền đất. Muối sạch chải bạt từ 1.600 đến 1.800 đồng 1 kg.